Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn hai anh em Nguyễn Quang Tùng và anh em Văn Bình DKC đã donate cho tôi qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Xuân Trường, anh em Cua Hơi Kỳ Cục, anh em Hùng Bùi, anh em Phát Trần và anh em Phạm Nhật. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thân mến, trong cái video clip ngày hôm nay, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Nguyễn Quang Tùng. Anh em Nguyễn Quang Tùng có mong muốn là tôi sẽ làm ở trận đấu mà Lê Crawford làm co. Đấy, thì ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với cả Lê Crawford làm co anh em nhé. Đây là một cái yêu cầu rất khó. Nếu mà anh em chưa biết con Lê Crawford là con gì, thì tôi cũng xin giải thích. Nó chính là con Soul Reaper. Con tướng này thì có cái tên ở bên Dota ấy, đó là Lê Crawford anh em nhé. Với các anh em mà không chơi Dota thì anh em sẽ không biết. Đó, dồn toàn bộ đồ cho Lê Crawford. Ok. Đây là một trong những cái content cực kỳ khó. Bởi vì con Lê Crawford thì nó là một cái con tướng hỗ trợ thôi, là nhiều. Với khả năng hồi máu, gây cái lượng đam sát thương thì nó chỉ vào tầm vừa thôi, nếu không nói là hơi đuối so với những cái con tướng khác. Đấy, thì đây là một cái yêu cầu khó. Và cái yêu cầu của anh em Nguyễn Quang Tùng ấy, thì phải nói thật với anh em là cũng khá lâu rồi, cách đây khoảng 2-3 tuần cơ, chứ còn không phải là mới hôm qua hôm kia đâu. Đấy, nhưng mà tôi cũng khất lần, tôi cũng khất lần. Hết lần này đến lần khác tôi cũng chưa up được cái clip lên. Về căn bản là tôi đã chơi và rất khó ở top 1, tức là tôi không có một cái top 1 nào cả. Tôi đã chơi khoảng 5-6 trận thì tôi thấy là nó lâu hốp, liền tôi thôi tôi lại bỏ qua cái content đấy. Tôi lại còn rất nhiều cái content khác của các anh em trên kênh yêu cầu. Đấy, chính vì thế là tôi lại phải làm tập trung vào những cái content khác nữa. Bởi vì anh em cũng biết là ở trên kênh của tôi ấy, thì rất đông người yêu cầu chơi bộ này bộ kia. Đấy, mỗi một cái clip tôi ra là lại có các anh em comment phía dưới là bạn ơi bạn chơi cái bộ này đi, bạn ơi chơi cái bộ kia đi. Đấy, chơi rất nhiều những cái lineup. Mà phải nói thật với anh em là tôi cũng đã chia sẻ cái vấn đề này một lần rồi. Đấy là thường thì tôi sẽ ưu tiên những cái lineup vừa miếng đối với tôi, vừa đủ tôi có thể chơi làm content chơi hay mà nó không mất quá nhiều thời gian của tôi. Đấy, thì tôi thường là tôi sẽ chọn những cái lineup đó, những cái yêu cầu đó tôi làm content. Đó thì đối với anh em Nguyễn Quang Tùng thì phải nói thật với anh em là anh em yêu cầu rồi anh em còn donate cho tôi nữa, mà không những là donate một lần, còn donate hai lần. Là cái này thực ra là tôi cũng rất là cố gắng để tôi có thể làm được một cái video top 1 để chơi cái bộ Lê Crawford làm co. Phải thú thật với anh em như thế. Chứ còn nếu mà nó khó quá thường tôi sẽ bỏ qua anh em ạ. Đấy, bởi vì nếu mà tôi cứ chăm chăm mà tôi làm đấy thì thứ nhất là tôi cũng không có nhiều thời gian để tôi làm. Đấy, tôi thua một cái trận, tôi không được top 1 là tôi lại phải làm lại một cái trận khác. Đấy, rồi tôi lấy ví dụ là tôi vào trong game ấy, những cái trận như thế thường không chỉ nó chỉ là không được top 1 thôi đâu, mà thậm chí nó còn top 8. Đấy, tôi phải nói thật với anh em như thế. Đôi khi nó còn top 8 bởi vì cái content nó khó mà. Làm một cái đội hình nó yếu, content khó thì đôi khi nó còn có cả top 8 nữa. Mà top 8 vào những cái trận đấu bình thường thì không sao. Đấy, thì là chơi và chơi thua top 8 thôi. Nhưng mà có những cái trận đấu ấy mà tôi bị top 8 và tôi bị chửi, ăn chửi. Đấy, tôi gặp anti tôi bị ăn chửi, nó cay đắng lắm anh em. Đấy là gặp những cái trận đấu mà làm content cái kiểu đấy là tôi rất ngại. Đấy, phải thú thật chia sẻ với anh em là như thế. Thế nên là tôi cũng biết là cái độ khó của nó, nên là tôi đã có một cái sự chuẩn bị, một cái setup cực kỳ là chí mạng luôn, mà tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho anh em. Để làm được cái content của anh em Nguyễn Quang Tùng thì đã có một cái setup trước. Đấy, một cái setup cho cái video trước để tôi có thể hôm nay, ngày hôm nay tôi làm cái video này qua một cái setup chuỗi video để có thể chơi một cái bộ này nó dễ dàng hơn. Phải nói thật với anh em, cực kỳ là khó. Và nó setup như nào thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ nhé. Đấy, và cái này thì tôi cũng chia sẻ với các anh em ở trên kênh luôn. Là nếu mà anh em yêu cầu bộ này bộ kia thì anh em chọn những cái bộ mà nó khỏe, chọn những cái bộ mà nó có thể là nó độc dị lạ, nhưng mà nó cũng phải có một cái chút gì đấy nó có hốp nha anh em nhé. Có chút gì đấy mà nó có cái cơ sở ấy để có thể đánh được. Bởi vì anh em nên nhớ tôi đang chơi ở mức rank rất cao, là mức rank queen. Thế nên là trình độ của mọi người chơi ở trong rank
cùng với tôi, là nó là như tôi. Nên là cái việc mà tôi chơi ấy, tôi không thể bắt nạt được người khác đâu. Thế nên là anh em hãy cân nhắc nha anh em nhá. Tránh coi như là đánh đố tôi. Ây à, được đấy. Rồi. Cho này vào. Kiếm tí công nghệ mech đây anh em ạ. Rồi. Nhân từ đây tôi cũng chia sẻ với các anh em ở trên kênh là có thể là anh em có yêu cầu tôi và anh em vẫn chưa được đáp ứng cái yêu cầu của anh em. Có thể là do là một là cái yêu cầu của anh em nó đang quá khó. Đấy, nó đang có một cái sự đánh đố ở trong đấy. Thứ hai thứ hai là gì đây? Thứ hai có thể là cái yêu cầu của anh em đã được tôi thực hiện rồi. Tuy nhiên đó là một cái siêu phẩm. Và cái siêu phẩm thường là tôi sau khi thực hiện thì tôi chưa up luôn. Và tôi sẽ đợi đến cuối tuần tôi mới up nha anh em nhá. Nên là anh em hãy chịu khó anh em đợi một chút. Đó. Cái thứ ba đó là gì? Cái thứ ba là chưa đến lượt anh em. Đấy. Bởi vì có quá nhiều người yêu cầu chơi live up này live up kia. Nên là cũng chưa đến lượt anh em. Nên là anh em sẽ phải đợi thêm một thời gian nhá. Thế nên là các anh em mà có yêu cầu tôi chơi bộ này bộ kia thì anh em hãy chịu khó anh em đợi một chút. Đấy, biết đâu cái trận đấu tiếp theo nó chính là cái trận đấu mà tôi làm để tôi phụ anh em. Đó. Anh em nhá. Hiện tại tôi để cái đội hình này thì mặc dù là có công nghệ mech nhưng mà nó hơi yếu anh em ạ. Chúng ta có thể là chúng ta sẽ bỏ đỏ vào trong cái round này để chúng ta có thêm cái sức mạnh để có thể là đánh được ở cái round này. Ok. Cái bộ đỏ ấy, giai đoạn đầu game nó cộng 150 máu anh em ạ, mỗi con. Nên là nó rất khỏe. Đấy, tôi cần một cái sức mạnh để tôi có thể đánh chuỗi thắng. Tôi xác định là tôi đánh chuỗi thắng luôn. Nên nhớ là yêu cầu của anh em Nguyễn Quang Tùng là một trong cái yêu cầu rất khó. Nên là bắt buộc chúng ta phải đánh chuỗi thắng và chúng ta có chuỗi chúng ta mới chơi được. Bởi vì có những cái giai đoạn mà nó sẽ tụt máu rất nhanh. Ở giai đoạn giữa game, máu sẽ tụt rất nhanh. Ok. Round này thì cho tôi vứt thêm cái con 2 sao vào thôi. Rồi. Chúng ta sẽ phải tận dụng thật là khéo những cái con được cho để sau đó thì xây dựng dần sang cái bộ mà chúng ta có thể kết hợp được con Zipper. Con Zipper thường nó sẽ chơi trong cái bộ gót anh em nhá. Trong cái bộ gót thôi. Con đấy mà gây đam thì chỉ có trong bộ gót thôi. Chúng ta sẽ biến con Sao Dipper thành một cái suối nguồn di động, có thể hồi máu liên tục vào đồng đội ở xung quanh, khiến cho cái đội hình nó thực sự nó rất là trâu bò. Đấy. Khiến cho cái đội hình nó có thể là trâu và nó có thể là có nhiều thời gian hơn để gây đam. Đó. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải có những cái món đồ nó phù hợp. Những cái món đồ nó thực sự nó phải phù hợp với con đấy. Đó là một trong những con tướng mà rất kén đồ. Cần những cái món đồ mà nó phải thực sự là nó chuẩn. Thế nên là tôi mới nói là nó là cực kỳ khó khăn. Tôi cũng chả giấu giếm gì anh em. Tôi đã chơi khoảng 5 đến 6 trận. Cách đây một tuần tôi có... À không phải, cách đây một tuần, cách đây 3 tuần cơ. 3 tuần tôi chơi rồi. Cái đợt mà tôi còn rảnh là tôi chơi cái bộ đấy. Cái hồi sau khi mà God ấy, nó thay đổi ấy. Cái bộ God nó... giúp cho chúng ta giảm cái cooldown nhiều hơn ấy. Cái đợt đấy tôi cũng đã thử rồi. Nhưng mà nó quá khó. Tôi đánh thì có những trận là top 8 cơ. Đấy, có những trận top 8. Có một vài trận thì cũng được top 2. Nhưng mà chưa có trận là top 1. Thế đấy, thế nên là tôi cũng vừa mới chia sẻ với anh em cái giai đoạn đầu game là tôi đã bỏ, tôi không làm cái content này rồi. Tôi tập trung vào làm những content khác. Bởi vì anh em cũng biết là dạo gần đây thì có rất nhiều anh em được cái hội viên 15. Đấy, đạt huy hiệu 15 là có rất đông anh em. Thế nên tôi phải trả hết các anh em huy hiệu 15 đã. Những cái video tri ân các anh em mà đăng ký hội viên 15 ở trên kênh ấy, tôi sẽ phải ưu tiên hơn. Đấy, so với các cái yêu cầu ở trên kênh. Đó là những cái video mà chứa đựng những cái sự biết ơn. Đấy, cái tình cảm của tôi dành cho các anh em ủng hộ nhá, anh em thông cảm. Rồi. Thiếu tiền này, bán hai con Skybreaker này là vừa đủ. Round này thì bắt buộc tôi phải up cấp bởi vì là chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi. Đấy, chúng ta chưa gặp thằng có chuỗi đâu. Nhưng chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi.
Rồi. 6 Warrior. Đó. Trận này sẽ có nhiều người chơi 6 Warrior. Và anh em biết tại sao không? Tôi cũng xin nói luôn để cho anh em biết. Thật ra đây là một cái sự sắp đặt có chủ đích của tôi. Đấy. Nó là một cái sự sắp xếp, một cái sự setup trước để làm content nó dễ hơn. Người chơi ở trong cái con game này nó là cái người chơi sau khi tôi ra một cái video tôi chơi bộ 9 Warrior ở trên kênh. Đó, và cái video đó tôi nói rất nhiều bộ 9 Warrior, tung hô nó lên, PR nó lên rất nhiều để cho những cái người xem tôi. Đấy, các anh em xem tôi, các anh em bám vào cái bộ Warrior là nhiều. Một khi mà trong rank nhiều người chơi Warrior ấy, thì chúng ta sẽ đến với content ngày hôm nay anh em nhá. Đấy, như thế thì chúng ta mới có thể làm được cái content ngày hôm nay một cách suôn sẻ, nhờ cái việc là có cái hiệu ứng ở cái video trước. Tôi làm cái video này sau cái video 9 Warrior một ngày thôi. Và anh em cũng biết là ở trong cái video 9 Warrior tôi cũng có chia sẻ với anh em. À, thực ra cái video đó nó không phải là cái video tôi ra theo đúng cái lịch của tôi. Tức là cái lịch của ngày hôm qua và ngày hôm nay nó không phải là cái bộ này. Và cũng không phải là cái bộ 9 Warrior của ngày hôm qua. Ngày hôm qua và ngày hôm nay ấy, là thực ra là tôi đã có hai cái video clip làm về hai cái đội hình khác mà tôi đã lên lịch phát hành sẵn vào cái ngày hôm nay và ngày hôm qua. Đấy, thế nhưng mà ngày hôm qua thì anh em Nguyễn Quang Tùng, anh em có vẻ như anh em đang rất là muốn chơi cái bộ Lê Clofort. Đấy, nên là anh em donate cho tôi. Thế là tôi mới chuẩn bị cái setup này. Đấy, setup là tôi bỏ hết những cái lịch của tôi và tôi bắt đầu tôi làm bộ 9 Warrior. Đó chỉ là một cái setup để có thể thực hiện được cái yêu cầu của anh em Nguyễn Quang Tùng một cách dễ dàng hơn mà thôi. Bởi vì tôi biết cái ảnh hưởng ở trên kênh của tôi nó là rất lớn. Mọi những cái video clip của tôi ra nó đều có một cái sức ảnh hưởng nhất định đến cái việc các anh em chơi ở trong rank, đặc biệt là các anh em xem kênh tôi. Chính vì thế mà nhiều khi làm một cái nội dung content nó khó quá thì thường thì tôi sẽ định hướng dư luận chơi những cái line up mà nó là những cái bộ mà bị counter bởi cái line up content. Đấy. Thế đó chính là cái lý do mà tại làm sao mà anh em thấy là những cái video clip ở trên kênh của tôi thực sự nó rất là vãi đạn. Khi mà anh em xem, anh em phải nói thật sự là anh em phải suýt xoa luôn, vì cái kịch bản của nó quá hoàn hảo. Thì đúng là như thế. Tất cả nó đều có kịch bản hết, nó đều có kịch bản, đều được set up một cách rất cẩn thận. Thậm chí là đấy, anh em cũng biết tôi chia sẻ, tôi đã set up từ tận 2 game để có thể thực hiện được cái content ngày hôm nay. Anh em thấy không? Nó cứ rất là kỳ công, nhưng nó không đơn giản nó là vào trong game và thực hiện những cái yêu cầu của anh em đâu. Không phải đâu anh em ạ. Nó là cả một cái quá trình tìm hiểu, xây dựng. Đấy, để có thể ra cái nội dung kịch bản. Nó rất phức tạp. Đó chính là những cái điều thú vị ở trên kênh Game Today mà tôi phải tự tin để khẳng định với anh em là có duy nhất kênh của tôi trong cái thời điểm hiện tại là có thể làm được điều đấy qua sức ảnh hưởng của kênh. Anh em thấy là cái kênh khác nó không đủ cái tầm ảnh hưởng để có thể thay đổi được cả một cái meta, đúng không? Nó rất khó. Đấy, mà kênh tôi thì làm được cái điều đấy. Chỉ cần tôi múa một trận thôi. Đấy, tôi có thể là tôi truyền tải được một cái thông điệp nó rõ ràng ở trong video, khiến cho rất nhiều người là chơi theo, làm theo. Đấy, mặc dù có thể người ta biết là cái sức mạnh của đội hình đấy nó không đến cái mức độ như thế, nhưng mà người ta vẫn muốn thử. Đấy, người ta vẫn muốn chơi. Đó chính là cái hay ở trên kênh của tôi. Đấy, và tôi tự tin luôn, đó là cái sở trường hay nhất ở trên kênh mà tôi có thể là làm được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đao quái. Trận này tôi nhận thấy là có một cái người cũng đang chơi cái đội hình khá giống tôi. Không biết là có phải là ý tưởng lớn gặp nhau không. Nhưng mà nó khác biệt ở cái chỗ là gì? Cùng một đội hình nhưng mà hai số phận anh em ạ. Tôi không chơi cái line up God Warlock sớm. Đấy, mà nó chơi, nó set up rất sớm. Nó form ngay từ đầu. Đó là một cái sai lầm đấy. Chơi God Warlock không ai, người ta chơi giai đoạn đầu là người ta set up luôn cả anh em ạ. Chúng ta phải lên từng cái lớp 1, chơi từ tốn thôi. Đến khi nào mà nó đủ bộ nó mới mạnh được. Set up thì nó phải qua một cái bộ khác. Đấy, ở giai đoạn giữa game thì mới chơi được. Giống như là tôi đang chơi này. Chúng ta sẽ tận dụng những cái con mà chúng ta có thể là chơi được chữa thắng đầu game.
Chứ còn nếu mà setup luôn ấy thì không ăn được cái bộ nào cả. Bộ đấy rất yếu. Thôi random thôi. Ok, được. Món đồ này cũng ngon. Ok, rồi. Anh em nhìn anh em cũng biết là tôi đang chơi God Warlock rồi. Thấy anh em thấy tôi mua những cái con God và những cái con Warlock ở đây, tôi đang để sẵn ở đây rồi. Đấy. Cái bộ này thì tôi cũng sẽ không xả tiền nhiều anh em nhé. God Warlock là một trong những cái line up mà chúng ta sẽ phải chơi ở level 9. Tức là nó sẽ giống như cái bộ 9 Warrior vậy. Không thể nào xả tiền một cách bừa bãi được đâu. Chúng ta sẽ phải lên 9 và chúng ta sẽ phải form đủ bộ. Nó cứ phải là đủ bộ cái đã. Sau đó rồi thì chúng ta mới có thể chơi được. Đấy. Và cái điểm mấu chốt là cũng là cái nào 29 à 21 là phải lên 9. Đấy. Sau đó là đánh ở 9 thôi cũng được, nhưng mà bắt buộc là nào 21 phải lên 9 để giữ máu. Còn nếu mà 21 mà chưa lên được 9 thì là nó sẽ là toang nha anh em nhá. Bộ này nó thế đấy. Nên là đánh là nó phải cẩn thận trong cái việc xả tiền. Kể cả là mất chuỗi thì cũng kệ thôi. Bởi vì là cái bộ này sớm muộn gì nó sẽ mất chuỗi. Không thể nào mà có thể là có cái kiểu là 100% máu đến hết game đâu. Như là cái bộ beat thì chơi 100% máu đến hết game thì nó là quá là bình thường. Nhưng mà cái bộ này thì không phải nha anh em nhá. Có những cái line up mà chúng ta không thể slow ball được mãi được. Đấy, chúng ta sẽ phải có một cái giai đoạn chúng ta bị yếu đi. Đó không phải là cái line up mà đánh mạnh từ đầu đến cuối như là 9 Hunter hay là cái bộ beat. Đó là những cái bộ mà đánh mạnh từ đầu đến cuối. Nếu mà xanh thì là dễ là áp đảo đối thủ slow ball đến cuối game. Nhưng mà cái bộ này của tôi thì nó không như thế anh em nhá. Nên là chúng ta đánh cứ từ tốn thôi. Thằng nào cắt thì cứ cắt. Bây giờ chủ yếu là giữ được càng lâu càng tốt. Đấy. Chuỗi này cứ giữ được càng lâu càng tốt là được rồi. Ok. Gladiator Eco xong rồi xuống hố này. Chơi Gladiator Eco này bị tôi đẩy này. Úi dồi ôi, anh em nhìn kìa. Anh em nhìn thấy những cái bóng ma nó bay không? Quá kinh khủng luôn. Ba con anh em ạ. Ba con ma. Ba con ác mộng nó gọi đệ ra. Bầu kín cả bản đồ luôn. Nhiều như thế nhưng mà thực ra ấy, cái lượng đam chính lại đến từ hai con Shadow cơ. Shadow Devil nó mới là hai con gây đam chính. Rất mạnh luôn. Rồi thôi. Đấy, như tôi đã nói là chúng ta sẽ không làm gì cả anh em nhá. Để chúng ta 21 có đủ tiền lên 9. Up một phát lên 9 luôn. Còn bao nhiêu tiền thì nói chung là roll load để kiếm được đủ bộ nha anh em nhá. Đủ bộ cái là thôi. Còn sau round 21 ý, mà chúng ta vẫn như này ý, thì khả năng là mất máu sẽ nhiều đấy. Chúng ta sẽ chỉ là có thể là chơi được đến round 21 rồi. Thằng Clyde này thì vẫn ăn được. Khả năng vẫn ăn được. Bởi vì là tôi đang giữ cái con Zipper ở đây. Có khả năng đánh xuyên giáp. Nên là nó quay thì bọn Clyde này mất rất nhiều máu. Đấy. Vẫn có thể ăn được. Thằng này gặp muộn quá. Gặp trước là có thể cắt chuỗi của nó rồi đấy. Gặp hơi muộn. Đấy. Rồi. Chúng ta áp dần lên nha anh em nhá. Áp dần lên 9 thôi. Lên 9 một cái là chúng ta sẽ roll form. Còn tôi không có. Bây giờ tôi cũng không lên luôn đâu. Bây giờ up lên thì chúng ta cũng sẽ không kịp được. Hiện tại là chúng ta mới có 4 con thôi. 4 con Warlock thôi. Và chúng ta còn đang thiếu một con God. Thiếu một con God anh em nhá. Đang thiếu một con God đấy. Round này không biết là ăn nổ không nhỉ? Round này gặp thằng Warrior có cái con Berserker hay sao? Khó. Khả năng mất chuỗi là cao. Ui, nhìn kìa, nó lia dìu phát, mất gần chết hết rồi. Khó đấy, khó đấy, khó đấy. Khó đấy. Ui, được không? Được, 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 được. Được, ôi, trời ơi. Vãi cứt lia dìu kia. Kiểu gì mà Berserker gây được 10.000 đam này kìa. Vãi đái.
Round 20, Berserker gây được 10.000 dam ạ. Thật đấy. Bộ Warrior lỗi phải cứt luôn anh em ạ. Chắc chắn là bắp ngầm cái lia gì vừa rồi. Làm gì có cái chuyện đam cứ gây như kiểu gây ra ở giai đoạn late game ấy. Round 19, 10.000 dam, không thể tin được luôn. Cay nhỉ. Tí nữa là tôi giữ được cái chuỗi này đến sau round 20 rồi. Thêm được 2 round là thêm một đống tiền đấy. Mỗi round là thêm phải 10 tiền mà. Đấy, nhưng bây giờ trở về mỗi round 5 tiền rồi. Tức là tôi đã mất 10 tiền sau cái quả mất chuỗi vừa rồi. Rồi. Round quái này thì ăn thì nói chung là cũng dễ thôi. Đội hình này để này thì ăn được. Chứ còn nếu mà để gót qua lóc có khi lại còn vớ vẩn, tôi còn lật quái anh em ạ. Thật. À thằng kia nó cũng không bị lật quái rồi. Ok. Đồ ao 20 là lấy cái gì đấy? Khó nghĩ nhỉ. Chẳng nghe random tiếp à? À tôi thấy có cái giáp, chắc là tôi tí nữa tôi đợi thôi. Tôi đợi tí nữa tôi ghép. Rồi thôi bán cái con này đi nha anh em nha. Chúng ta sẽ phải form gót qua lóc luôn thôi. Đủ 4 gót rồi. 4 gót. Ok. Từ từ đã. Thiếu một con. Thiếu một con. Rao sau nhá. Rao sau đi. Ui gặp cái thằng mết. Trên này có cả mết này. Này mết đấy. Trên này có mết. Trên này chúng ta sẽ phải làm rất nhiều thứ. Rồi kiếm đủ bộ ra nha anh em nhá. 6 block cái đã nào. Ok. Rồi bỏ cái này đi. Từ từ thôi anh em ạ, không phải vội. Máu nó còn nhiều mà. Không phải vội đâu. Đánh từ tốn á. Tôi sẽ giữ tiền 50 tiền troll. Chúng ta bộ này nó cũng khá là đắt tiền đấy. Có 5 con 5 đô cơ anh em ạ. 5 con 5 đô cơ. Nhưng mà tôi bỏ một con đi nên là còn 4 con. Chính xác của nó là sẽ phải là rớt. Rớt này, Khan này, Dark Spirit, Bad Omen. Và con thứ 5 là con Light Spirit anh em nhá. Tức là chúng ta sẽ phải có 5 con 5 đô đấy, nên là cái bộ này tôi nói là rất là đắt tiền. Nhưng mà tôi bỏ con rớt đi thì nó sẽ còn là 4 con 5 đô thôi. Con rớt cho vào thì tôi sợ là nó sẽ không kiếm được cái con Dark Spirit hoặc là con Bad Omen. Đấy, hai con đấy là con quan trọng. Con Khan thì tôi sẽ phải lấy, bởi vì là con Khan nó sẽ giúp tôi đưa con Khan lên 3 sao, tránh cái bị đùm. Vụ Warlock này sợ nhất là bị đùm anh em ạ. Gót Warlock này sợ nhất là co bị đùm. Hết sức cẩn thận. Rồi. Vẫn coi như là tuyệt vời luôn. Tôi giữ con Zipper ở đây nó gánh thật sự luôn đấy. Anh em thấy không? Con Zipper gánh cho tôi từ đầu game đến giờ luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, u hồi ra khỉ này nhưng mà không chơi. Tsunami. Thực ra là tôi vẫn sẽ phải roll ở 9 thôi. Nhưng mà bây giờ lên 10 mới kẹp được bọn này vào thì thôi. Đây rồi, Battleman này. 6 block. Ok. Đủ bộ nhá. Đồ dồn cho con năng mộng tạm thời đã. Trên này tôi sẽ phải làm rất nhiều thứ đấy anh em ạ. Tôi nhìn là tôi biết là có mết là chúng ta sẽ phải chơi ăn mộng à. Chơi ăn mộng rồi xoay qua xoay lại với cả Zipper theo yêu cầu của anh em Nguyễn Quang Tùng. Tức là anh em Nguyễn Quang Tùng là có yêu cầu là chơi co là Zipper đúng không? Nhưng mà nếu mà đánh nguyên con Zipper ấy, thì chắc chắn là xuống hố. Nên là chúng ta sẽ phải đổi qua đổi lại nhá anh em nhá. Chứ cái round nào mà chúng ta chơi được Zipper chúng ta mới chơi thôi. Còn round nào mà chúng ta chơi ác mộng ngon hơn để có thể là giữ máu thì chúng ta vẫn phải chơi ác mộng. Ui giời ơi, cái thằng mà chơi gót vua lóc trùng bộ thôi bay màu rồi kìa. Top 8 luôn ạ. Vãi cứt. Cùng một đội hình hai số phận. Đó là có thật luôn. Rồi 50 tiền thôi anh em. Không có xả hơn nha anh em nhá. Bộ này xác định lên 10 chơi.
không chơi ở 9 đâu. Xác định là chơi ở 10 đó. Đó. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy, anh em thấy thằng nào nó đang có chuỗi không? Chính là thằng 9 Warrior đấy anh em. Đấy, tôi nói rồi, 9 Warrior rất mạnh. 9 Warrior với những cái người chơi hệ 9 Warrior thì vào top nó rất cao anh em nhá, ở trong meta mới đấy. Không phải là chỉ là vì là tôi bốc phép ở trong cái video trước để tôi setup cho video này mà người ta chơi Warrior đâu. Mà thực sự là tôi đưa cái bộ Warrior vào ấy, người ta chơi người ta thấy hay, thấy khỏe người ta mới chơi. Tôi khẳng định với anh em luôn. Đấy, mà tiện thể là làm content thì tôi cũng setup luôn cho cái content ngày hôm nay luôn. Rồi. Rồi nhá. Round này thì cho mình xin cái chuỗi. Xin cái chuỗi. Ok chưa? Ok chưa? Được không? Được không? Được không? Solo được. Yên tâm. Yên tâm, hai con này chơi được. Đủ bộ rồi anh em ơi. Cái bộ Warlock ấy là cái bộ counter vào 9 Warrior mà. Đấy. Ăn làm sao được. Đấy chưa, cắt chuỗi 7 luôn này. Quá wow, ok luôn. Rồi. Đúng kịch bản luôn, không khác gì nào luôn anh em ạ, dã man thật sự. Một cái kịch bản mà kỳ công làm cho hai clip mới ra được cái trận đấu. Ok. Rồi, Khan này cho vào thay con này. Xong. Bây giờ roll để kiếm con zipper anh em ạ. Đó chưa có sao zipper. Đen nhỉ, làm cái content của anh em với con Tùng không ra sao zipper luôn. Cáu thật sự luôn á. Ra hết cả Bad Omen, ra cá Khan rồi, chưa ra rồi sao zipper. Không biết là trận này nó có ra nổi không, lại không ra thì lại mất công quá nhờ. Mà lộ content rồi. Lộ content là lừa anh em chơi Warrior để làm content rồi, xong bây giờ không ra thì có phải chết tôi không? Ngày mai người ta lại không chơi nữa thì bỏ mẹ. Thôi rồi, đây. Lấy cái chiến thắng nhá. Thực ra hai cái món đồ đều ngon. Cái tẩu cũng rất ngon anh em ạ. Zipper ra đi em nào, làm content không ngại thế nhở. Anh em ơi, đúng lừa luôn. Lừa đảo thật sự đấy. Ê. Ê kìa. Ui, linh hồn ánh sáng, thôi lên 10 rồi. Rồi, thế thì phải lên 10. Quá lừa luôn anh em ạ. Lên level 10 đâu, 26 rồi, chưa sao, sao Zipper nào luôn. Không ra là toàn rồi nhá. Lấy cái giáp đi. Game vào giáp băng rồi anh em ạ. Game giáp băng. Chỉ gót game giáp băng mà. Giáp xoay thực ra đánh toàn đánh xa. Game giáp xoay là phí à. Tí nữa Warrior nó chơi nó dồn đồ cho kiểu Secret Lancer các thứ đi. Mấy cái giáp xoay này nó chả có ý nghĩa gì cả. Lấy cái giáp băng. Chống hồi máu. Ok. Exit. Ui nó bắt con ảo ảnh của tôi này. Thằng mất dậy thật. Nhưng mà tỉnh lại rồi. À định bắt tôi à, định ăn tôi à. Úi giời ơi, thế lại phải liếm chè đắng luôn. Định bắt hàng à, trộm chó. Này thì trộm chó với chúng tôi. Đi chưa, 13 máu. Úi giời ơi, còn 2 máu. Kết cục cho kẻ trộm chó. Cứ tưởng là trộm chó đã ăn tôi đấy à, không đâu. Rồi, ok nhá. Yeah. Quả còn bị chấp trộm chó luôn là vẫn tỉnh dậy để thắng được. Sợ thật sự. Mà cái bộ đấy là cái bộ Exit đấy chứ nhá. Exit đấy. Thế là vẫn ăn. Rồi rồi. Bây giờ chỉ có một cái mong muốn đấy chính là sao Dipper ra hộ cái. Không mà trận này vớ vẩn tôi top 1 xong rồi là là không ra sao Dipper thì lại coi như là công cốc luôn. Chán thật sự luôn đấy. Rồi, 9 Warrior đây rồi. Của tứ. Của này counter 9 War mà. Sợ thế nào. Đâu. Mang cái 9 War này đây. Ui rồi. Anh em thấy chưa. Trận này nhiều người chơi 9 War lắm. Ngon rồi. Mấy cái thằng chơi 9 War cứ lướt sang hết đây đi. Đấy, cứ để tôi. Để tôi. Cứ để tôi. Trận này còn có một thằng mết nha. Mết nguy hiểm à. Một thằng Clive, một thằng mết nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ
giữ cái con ảo ảnh này nắm co khi mà chúng ta chơi với mết. Tí nữa tôi sẽ thay một chút nữa, tôi sẽ thay thêm cá vào nữa để counter vào mết, chúng ta cho cá vào nữa. Tất nhiên là bây giờ tôi chưa roll nào, tôi không roll nào, tôi để tiền đấy, tôi tí nữa tôi có tiền tôi roll con zipper đang thiếu anh em ạ, máu còn nhiều không muốn roll. Rồi gặp thằng này thì ăn rồi. Tương lai làm gì có cái cửa nào ăn được tôi đâu. Mặc dù là đam rất to ấy, nhưng mà tôi có khả năng hồi máu, hấp thụ đam cực kỳ khỏe luôn. Ok. Ui giời anh em ơi, đẩy chết luôn này. Thực ra đấy nó cũng đang yếu nhất mà. Nó đang yếu nhất đấy. Thằng đấy nó gặp những cái thằng khác thì cũng chết rồi. Rồi những cái món đồ còn lại này dồn đồ cho online spirit đi. Cúp điên, lấy luôn. Nào tiếp theo gặp cá, có khi là roll mấy cái kiếm cá kẹp vào anh em nhỉ. Chắc là kiếm cá kẹp vào giữ chuỗi thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi vẫn cần phải giữ chuỗi và giữ máu. Ok, chúng ta sẽ roll mấy cái. Úi được rồi, ra phát ra luôn thế này thì quá tuyệt vời. Ok nha anh em nhá. Kẹp hai cá đã, tạm thời thì đã. Không roll quá nhiều. Ơ, à, không phải, nhầm rồi. Trời ạ, à, nó là bên kia. Bên kia, bên này nếu mà kẹp cá vào thì lại thua thằng này. Kẹp cá vào thua thằng này, mất chuỗi rồi. Tính toán sai anh em ạ, à, tôi lại gặp cái bóng cơ. Cái bóng của tôi mới gặp nó cơ, chứ không phải tôi. Tính toán sai lầm quá, thằng này chú quỷ 2 sao rồi á, quay lại. Thế thì lại to rồi. Cay nhà mất chuỗi. Mất chuỗi bên này nhưng mà lại cắt chuỗi ở bên kia. Nó lại thế cơ. Thôi thì cũng coi như là trao đổi. Cái nào tiếp theo chúng ta lại chuyển cá vào anh em ạ. Chúng ta chuyển cá vào chúng ta lại chưa tiếp. Đấy rau này ra quái tôi lại chuyển tiếp. Đấy cứ chuyển ra chuyển vào thôi. Bây giờ chúng ta còn có hai người thì chúng ta counter lần lượt vào hai người đó. Với cái round mà gặp cái thằng chơi mết thì chúng ta sẽ kẹp cá. Còn với cái thằng chơi warrior thì chúng ta sẽ chơi như bình thường. Kẹp line spirit vào anh em ạ. Ok. Đội hình của tôi nhìn thấy thôi nhưng mà nó vẫn còn một sao nhiều lắm. Nó chưa đủ khỏe đâu. Phải full 2 sao thì mới khỏe rồi. Full 2 sao. Full 2 sao và có 4 con 5 đô thì khả năng vô địch là cao. Kể cả chơi với 9 warrior. Chơi 9 warrior chú quỷ 2 sao vẫn không ngại đâu anh em ạ. Bộ này nó là bộ counter mà. Ok. Rồi roll nhỉ. Roll không? Nhưng mà trận này round này gặp mết thì chắc là cũng chưa cần roll đâu anh em ạ. Round này gặp mết thì chúng ta kẹp cá vào chúng ta ăn đấy mà. Round này có khi tôi giữ tiền một round nữa. 50 tiền roll đi nhỉ. Đằng nào zipper là cũng chưa ra anh em ạ. Roll làm gì đâu. Thôi kẹp cá vào đó. Đợi đấy, bao giờ zipper ra thì quả trứng là sẵn sàng đập cho nó. Tôi có sẵn trứng ở đây rồi. Coi như chúng ta ra một con rồi. Còn hai con nữa thôi. Ok. Bây giờ việc của chúng ta là chờ đợi con zipper ra để thực hiện cái content đó. Đấy. Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Thường nhân vật chính sẽ xuất hiện vào giây cuối cùng. Ok. Hai lần tung trưởng là thắng không? Còn mà tôi chỉ cần hai lần tung trưởng thôi thì là chiến thắng đó. Cái bộ mết này không bao giờ đủ đam để có thể giết được con ác mộng đó. Đó. Rồi xong rồi round này thì chúng ui đây rồi. Rồi thế thay con Velom ra. Con Velom bán anh em nhá. Rồi rôn thêm cái nữa. Ui giời. Rồi từ từ đã, 50 tiền rôn rồi. Round này gặp 9 warrior thì lại tụm bài nào vào thôi. Anh em ạ. Gặp 9 warrior thì lại tụm lại thôi. Ok.
Rồi. Không biết là có ăn nổi không. Ôi giời, chết rồi, nhầm rồi. Quên mất anh em ơi. Quên mất để cái con Grand Herald ở ngoài. Ui thì không có gót anh em ạ, không có gót. Thế nó làm cái gì? Ui bên này nhiều thế. Bạn ấy cướp được chú quỷ đồ kinh khủng này kìa. Đồ trấn phái vãi đái ạ. Ơ sao nó nhiều đồ cam ấy nhở? Ơ 3 món đồ cam kìa. Vãi đái. Tôi mới có 2 món đồ cam mà nó 3 món đồ cam. Vãi đái thật. Hơn hẳn một món đồ luôn. Nó có tẩu, nó có chém lan, rồi nó có nó có găng tay Kira. Ê như lị. Rồi, răng này gặp mết nên là tạm thời chúng ta lại dồn đồ cho con ác mộng anh em nhé. Chưa dồn cho Zipper đâu. Zipper tạm thời cầm cái đồ của con Light Spirit. Không có ác mộng thì không qua cái răng này đâu anh em ạ. Không qua khỏi được đâu. Đấy. Ác mộng mới gánh hết cái răng này. Đó. Không sao. Chỉ cần một mình con ác mộng sống thôi mà. Bộ này đánh gãy tay không thể chết được con ác mộng. Đó. Ok. Round tiếp theo tôi sẽ gặp cái thằng Warrior đấy. Và round này chúng ta có thể chuyển đồ cho con Zipper được anh em nhá. Chúng ta chuyển đồ cho Zipper được. Rồi, chuyển đồ cho Zipper này. Chúng ta đứng tụm lại anh em nhá. Anh em cứ yên tâm. Tôi đã nói với anh em là tôi set up cái bộ 9 Warrior để tôi chơi trong cái content ngày hôm nay mà. Đấy là tất cả nó đều trong cái sự kiểm soát rồi. Dồn đồ cho Zipper là chắc chắn ăn được 9 Warrior. Nó counter thẳng trực tiếp vào 9 Warrior luôn. Chấp cả chú quỷ luôn, cả Lancer cũng chơi luôn. Tí nữa ra Lancer rồi anh em biết. Bộ này counter, bộ này nó mạnh lắm. Rồi. Ui bị hất tung này. Càng đấy. Cũng càng. Cũng càng. Rồi sao? Được chưa? 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 Thấy chưa? Thấy hố máu di động chưa? Thấy hố máu di động chưa? Ui rồi ơi anh em ơi, nhìn kìa. Nào, ui nó khỏe phết đấy. Nó có cái chống hồi máu anh em ạ. Nó có cái chống hồi máu. Nó có cái chống hồi máu. Ui mẹ ơi. Cũng càng ấy. Rao này không thắng được à? Nó có 3 món đồ cam, nó có chống hồi đào máu, có rác xoay. Đồ nó thế giới quá anh em ạ. Có cả BKB nữa. Thằng này nó hơn hẳn một món đồ cam mà. Chúng ta thắng được khi mà cái khoảng cách giữa những cái món đồ cam nó giảm đi thì chúng ta sẽ thắng được. Rao này tôi thêm một món đồ cam nữa là tôi sẽ ăn được này. Bây giờ nhá, có một cái món mà có thể ăn được đấy chính là cái tẩu. Ra là cái tẩu là ăn được. Ra cái tẩu là ăn được. Yên tâm. Ôi lại Zipper này. Tôi sẽ lừa Zipper 3 sao. Ok. Con Zipper này là nhân vật chính nhưng ngày hôm nay tôi sẽ lùi lên 3 sao anh em nhé. Lùi cùng với con ăn mộng này, hai con lên 3 sao này. Chỉ cần thêm cái tẩu thôi thì là chúng ta sẽ thắng được bọn 9 Warrior anh em yên tâm. Cái tẩu nó có khả năng là bắp giáp anh em ạ. Sau khi cái lượng máu nó hồi đầy nó sẽ có giáp. Mà cái giáp đấy nó sẽ không bị chống hồi giáp ấy. Nó chỉ chống hồi máu thôi, nó có giáp rồi nó sẽ có cái giáp. Nó sẽ có tăng cái sức chống chịu hơn cho cái đội hình. Nó chém vào giáp rồi nó sẽ tiêu hao đam, hấp thụ đam. Rồi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đâu rồi. Cái round này gặp mết thì chúng ta lại chuyển lại nha anh em nhá. Đánh phải khéo léo à. Cứ nào nào gặp mết thì chúng ta sẽ chuyển sang co là con ác mộng và kẹp thêm hai cá vào. Đấy, tạm thời là bỏ cái con Light Spirit ra. Bao giờ gặp Warrior lại chuyển lại, cứ thế đâu. Đến khi nào cho được cái lúc solo, chúng ta nhây cái lúc solo. Cái thằng mết đấy gặp cái thằng chú quỷ hay sao kia thì cũng bay thôi anh em ơi. Cái bộ Warrior bây giờ nó có sợ mết đâu mà.
Nó đủ đồ là không sợ mết đâu anh em, có BKB rồi, kẹp cá rồi sợ gì mết đâu. Mết vào quẩy cho hai phát nó bay màu mà. Nó sồ nhanh lắm anh em, cái bộ này nó sồ kinh khủng luôn. Tôi để này chết luôn không? Ui giời, có một máu ạ. Thế thôi thằng Guardian nó giải quyết lốt. Thằng Guardian sẽ giải quyết lốt thằng này. Ok. Một máu chắc chắn chết rồi, ra sau lọt con chú quỷ rồi. Rồi. Đao này chúng ta sẽ gặp cái thằng Guardian. Lại trứng này. Rút mạnh hơn tí nha anh em nhé. Lên đây nào. Con nào lên đấy đi. Hay sao đâu, đã split được nào. Rồi. Đập luôn cho con này luôn. Ok. Hai split lên được 2 sao nhá. Rồi. Ui kiểu buồn 2 sao ạ. Phải hả? Càng đấy. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Ok, thằng kia chết rồi nhá. Xong rồi đấy. Kiếm hồn 2 sao anh em ạ, vãi đái. Nhưng mà đấy là vì thật tôi để cái đồ cho con này. Đấy, tôi quên. Rao trước là tôi để đồ cho con ác mộng thì thua là đúng rồi. Đồ là phải dồn cho con này mới thắng nhá anh em nhá. Tôi đã nói với anh em rồi là tất cả nó đều là setup để chơi ở trong cái trận đấu này. Tôi setup trước mà. Anh em cứ yên tâm. Cái con zipper này chính là cái con mà chúng ta sẽ sử dụng làm co để counter bộ chính Mario. Rồi. Xong chưa? Ok nhá. Rồi solo. Nào để xem nào. Solo kiếm hồn bay đây. Rồi. Ok. Hồi máu liên tục anh em ơi. Nó là một cái suối nguồn di động. Những cái con xung quanh nó không bao giờ chết luôn. Hồi máu nó bắp cáp cơ. Nhìn kìa. Ui giời, anh em thấy chưa? Đẩy nhiều máu luôn. Căng chưa? Vãi đài. 14 máu ở round này đi rồi anh em ạ. Thằng này đi chắc luôn. Không đến round 40 đâu. Làm sao mà sống được round nữa. Đây còn một cái món đồ giảm hồi chiêu này. Trời ơi, hồi máu ở đây nó sẽ là hơn 1 giây một lần tung trưởng. Hồi máu liên tục mỗi lần 250 máu đấy anh em. Một phát chém của cái bọn kia thì nó phải hơn cái từng đấy thì nó mới có thể làm mất máu được. Rồi để xem là kiếm hồn liệu rằng phun đồ chúa quỷ thì bây giờ là diễn viên phụ rồi. Đánh làm sao mà mất máu được. Tụm hết vào giữa này thôi. Rồi ui la split bị bớ. Chết nhanh quá. Nhưng như nào. Chỉ còn có từng này con thôi đấy, nhưng mà giết được không? Nhìn kìa, ui rồi kiếm hồn. Đánh nó không mất máu luôn anh em ạ. Vãi đái luôn. Anh em thấy suối nguồn di động chưa? Kinh khủng chưa? Thực ra là cũng không kinh khủng lắm đâu. Để mà chơi được cái trận đấu ngày hôm nay, tôi đã phải set up tới 2 con game để tôi có thể làm được con tank này. Quá cầu kỳ, quá là dã man luôn. Thế anh em nhé, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Mặc dù sau khi tôi làm xong content rồi nhưng mà tôi vẫn nghĩ là cái bộ 9 Warrior nó khá là mạnh đấy anh em ạ. Anh em không tin anh em có thể chọn clip bên trái để xem nhá anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái siêu phẩm tối chủ nhật của tôi. Cực kỳ hay luôn. Linh hồn kỵ sĩ bất tử anh em nhá. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.